Như vậy là VFL sắp sửa trở lại và chúng ta sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên của VFL Summer 2022, đó chính là VFL Serie B. VFL Serie B đây sẽ là giải đấu dành cho những đội tuyển bán chuyên và chuyên nghiệp có cơ hội để phát triển bản thân và vươn mình lên cái giải đấu cao nhất của Free Fire Việt Nam, đó chính là VFL Summer 2022. Lộ trình của VFL Summer cũng đã có, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào điểm qua những cái lộ trình. VFL Serie B sẽ bắt đầu mở đăng ký vào ngày 6 tháng 7 và sẽ kết thúc phần mở đăng ký vào ngày 11 tháng 7. Tiếp theo thì từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7 sẽ bắt đầu diễn ra vòng loại. Và đến ngày 22 thì chúng ta sẽ bắt đầu bắn vòng bảng bao gồm 15 team được chọn từ khu vực vòng loại và 3 team đến từ đại chiến quân đoàn, đó chính là Grave Digger, WAG và cuối cùng đó là Hậu Giang. Bắn từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 7. Và cuối cùng chúng ta sẽ lựa ra 12 team từ VFL Serie B sẽ thi đấu cùng với 6 team có sẵn tại VFL Spring 2022, gộp thành 18 đội có tại VFL Summer 2022. Thì đây chính là lộ trình sơ qua. Và có một điều đặc biệt đó chính là VFL Serie B sẽ là giải đấu đầu tiên ở Việt Nam áp dụng thể thức thi đấu mới mà Garena họ đã đưa ra. Như video trước mình đã nói là Garena họ sẽ đưa map Alpine đảo mặt trời vào thi đấu. Như vậy là các giải đấu sẽ có hai lựa chọn, một là thi đấu 4 trận một ngày, hai là thi đấu 8 trận một ngày. Và VFL Serie B và VFL ở Việt Nam họ đã lựa chọn là mình sẽ chơi 8 trận một ngày. Ok, để nói về một chút đó là về 8 trận một ngày thì có một số bạn họ lo ngại là việc thi đấu 8 trận một ngày sẽ rút cạn năng lượng của tuyển thủ cũng như là sức khỏe của họ sẽ bị bào mòn. Nhưng mà mình nói thật, sức khỏe của các tuyển thủ họ sẽ ổn thôi. Bắn 8 trận một ngày nhưng chỉ cần Garena và các tuyển thủ họ phân bố thời gian nghỉ giữa trận sao cho nó hợp lý thì vẫn sẽ ổn thôi. Ví dụ như là ở Free Fire World Series 2022 vừa rồi tại Sentosa, chúng ta đều đã biết là sau khi mà thi đấu xong một trận là các tuyển thủ họ sẽ chạy một mạch vào phòng nghỉ ngơi chứ không còn phải ngồi ở lại studio chờ 5-10 phút chém gió giống như là ở VFL. Và một số giải đấu mà có cường độ thi đấu cao như là ở LATAM, như là ở Brazil thì họ cũng đã áp dụng các cách thức nghỉ giữa trận như thế này, nó vô cùng hiệu quả. Trận đấu được đẩy nhanh cái nhịp độ hơn, ví dụ giống như là bắn xong 5 phút thì bắn tiếp trận thứ hai chứ không cần phải 5-10 phút giống như là ở VFL Spring 2022, rất là mất thời gian và cũng như là rất là ảnh hưởng đến cái nhịp độ thi đấu của cả ngày thi đấu đó. Ở VFL chúng ta thì thường các tuyển thủ họ phải chờ từ 3 đến 5 phút để ban tổ chức ổn định cái thiết bị thi đấu cũng như là confirm cái bảng điểm cũng như là về tỷ số trận đấu. Đội vô địch của VFL Serie B 2022 sẽ giành được 50 triệu đồng, áo quân sẽ giành được 20 triệu đồng, hạng 3 sẽ giành được 15 triệu đồng và hạng 4 đến hạng 6 sẽ giành được lần lượt 5 triệu đồng. Và đặc biệt 12 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ giành một tấm vé đến VFL Summer 2022 đã có sự chờ đợi sẵn từ Big Six của mùa trước. Nhưng đây mới là điều đáng chú ý nè. Bây giờ chúng ta sẽ nói về khả năng vượt qua vòng bảng Serie B của tất cả những đội tuyển. Đầu tiên thì chúng ta hãy nói về một số đội tuyển sẽ gần như là chắc chắn sẽ vượt qua được VFL Serie B. Đầu tiên đó sẽ là MDH Esports. MDH với sự bổ sung nhân sự và cũng như là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng gần ở những giải đấu Pro Scrim gần đây như là ở Bibuya hay là ở Snapdragon Pro Series thì có vẻ như là lần này MDH họ thực sự rất là quyết tâm vươn lên mạnh mẽ. Tiếp theo thì đội tuyển tiếp theo hoàn toàn có thể vượt qua đó chính là Bình Dương Đại Hải. Bình Dương Đại Hải ở những giải Bibuya và những trận đấu ngày thi đấu Bibuya gần đây thì họ mang ra cho mình một line up khá là mới, không có sự góp mặt của NTN cũng như là những tuyển thủ, nhưng mà có vẻ như là họ vẫn sẽ tiếp tục chinh chiến tại VFL. Và không biết là liệu NTN sẽ còn tiếp tục thi đấu cho Bình Dương Đại Hải hay không, nhưng mà mình nghĩ Bình Dương Đại Hải cũng sẽ là một ứng cử viên dành cho chức vô địch. ABA bây giờ đổi tên thành Sosso cũng sẽ là một đối trọng vượt qua, nó là một chuyện khá là đơn giản đối với họ. Và team ABA này mình sẽ còn nói ở phần sau. Tiếp theo, đội tuyển tiếp theo đó sẽ là Elite Capital. Khi mà Elite Capital họ gần đây họ bổ sung nhân sự khá là nhiều. Elite Capital mùa giải lần sau sẽ là một mùa giải với sự xáo trộn khá là nhiều. Có vẻ như là Elite Capital họ sẽ bổ sung một số tuyển thủ mới về với đội hình của mình. Melo từ Bình Dương Đại Hải, anh ta cũng sẽ chuyển sang thi đấu cho ELC mùa sau. Và có vẻ như là sẽ có một sự đổi mới từ logo cho đến cả lineup thi đấu. Màn trình diễn của Elite Capital trong những giải đấu gần đây không phải là tồi, tuy nhiên cũng ở mức đáng báo động khi mà họ chưa thực sự tạo ra được thực sự nhiều điểm nhấn.
DJ Esports và Fun Music Group, hay chúng ta gọi là DJ Sài Gòn, thì có vẻ như họ cũng sẽ có thể vượt qua Super Sài Gòn. Một lineup mới như mình đã nói ở trên fanpage trước đây thì anh chàng Baka sẽ không thi đấu ở mùa giải VFL Summer. Và đồng thời đó là việc họ sẽ sử dụng một lineup hoàn toàn mới. Một lineup mới thì chắc chắn sẽ có một chút sự đổi mới, và có vẻ như là cái sự đổi mới này đang mang lại một sự hiệu quả nhất định dành cho Super Sài Gòn. Ngoài ra thì một số đội tuyển khác như là New Star, Eager cũng có thể sẽ là một ứng cử viên sáng để sáng giá để vượt qua được VFL Serie B. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về một số đội tuyển mà chúng ta thực sự cần cân nhắc. Đầu tiên đó là Box Gaming. Theo như một số nguồn tin thì gần như chắc chắn là Box Gaming sẽ giải thể. Gần như chắc chắn là sẽ giải thể, bởi vì trong những giải đấu gần đây mình để ý là đội hình của Sosso, đây là ABA cũ, mình nhớ là có sự góp mặt của anh chàng Krillin, cũng như là anh chàng Reno cũng thường xuyên bắn ké đội hình của Sosso. Vậy nên mình đang tự hỏi là liệu Reno có về với mái nhà chung của Sosso hay không. Khi mà gần đây thì một số đội hình của Sosso mình để ý là bao gồm có Krillin, có cả Clear, mình không biết đây có phải là Flash Clear cũ hay không, và thậm chí là còn có cả anh chàng Leo mà đã từng đồng hành cùng với Clear thi đấu tại SEA Games vừa rồi, và cuối cùng đó là anh chàng Reno. Vậy nên mình tự hỏi là liệu Reno cùng với Krillin sẽ về với Sosso hay không. ABA họ đổi tên thành Sosso thì không biết là có đổi vận hay không, nhưng mà đội hình để thi đấu cũng gọi là tạm ổn. Apollo Spy thì đây là đội hình khá là thú vị khi mà có sự góp mặt của anh chàng Eric, một thành viên cũ từ Memo Game ở trong đấy, và cũng là một sự góp mặt khá là thú vị. Nhắc đến Memo Game thì đúng như mọi người nghĩ rồi đấy, Memo Game họ đã giải tán cách đây vài tháng rồi. Nếu như anh em còn nhớ về cái vụ mà APC bị nợ lương thì đúng là như thế, công ty mà anh ấy đầu quân cho chính là Memo Game. Và việc giải tán thì cũng khá là dễ hiểu và cũng có thể lý giải được lý do vì sao mà những ngày tháng gần đây chúng ta không còn thấy một Memo Game nữa. Và cũng đồng thời là khá là buồn khi mà mình phải nói là Memo Game, anh chàng Ryuk, một anh chàng tuyển thủ mà mình rất là ưa thích, thì anh ta cũng sẽ không còn thi đấu nữa. Đó là theo chia sẻ của anh ấy ở trên trang Facebook cá nhân của mình, cũng khá là đáng tiếc. Ok, nói tiếp về một sự thay đổi nữa thì đó sẽ là sự thay đổi ở đội hình Fair. Đội hình Fair thì đang có khá là nhiều sự băn khoăn kể từ cái khoảng thời điểm khi mà đầu tàu của Fair đó chính là Panda, anh ta bị dính líu tới cái vấn đề hợp đồng và bỏ ngỏ cái khả năng sẽ vắng mặt tại VFL Summer 2022. Trên trang Facebook cá nhân của những tuyển thủ thành viên team Fair như là Tom XT, như là Giang Bin, như là NaX2 thì cũng đăng những dòng trạng thái bỏ ngỏ về việc đội hình Fair sẽ biến mất khỏi giải đấu VFL sắp tới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà chúng ta để ý có một anh chàng đó, một thành viên cũ của team Fair đó là Buffalo, anh ta chuyển sang thi đấu cho một đội tuyển khác, mà đội tuyển ấy là ai thì chúng ta cũng đều đã biết. Vậy nên khả năng cao là team Fair họ sẽ, nếu như những dòng sự kiện gần đây đó là sự thật, thì khả năng cao team Fair sẽ biến mất khỏi VFL Summer 2022 và họ sẽ trở lại vào mùa giải sau, mùa giải 2023. Khá là đáng tiếc cho một đội tuyển tân binh như Fair. Và một câu hỏi nữa được đặt ra đó là team Fair họ sẽ chuyển nhượng slot thi đấu lại dành cho ai. Mình đang suy nghĩ coi là liệu team Fair họ sẽ chuyển nhượng lại slot thi đấu dành cho ai, và đó sẽ là một câu hỏi khá là thú vị. Và tiếp theo nữa thì đó sẽ là sự thay đổi ở đội hình God of Wolf và team Flash. Đội hình team God of Wolf và team Flash thì gần đây có những sự đụng mặt khá là thú vị, cũng như là những sự xáo trộn về thành viên khi mà anh chàng Bloody đã rời team Flash và đang bỏ ngỏ việc anh chàng này sẽ sang thi đấu cho God of Wolf. Ok, và chúng ta hãy nói về ba đội tuyển vừa đạt top cao nhất tại đại chiến quân đoàn vừa rồi, đó là Grave Digger, đó là WEG, và cuối cùng đó là Hậu Giang. Về phần của Grave Digger thì có một số người họ bảo rằng chức vô địch này là không xứng đáng dành cho họ, nhưng mà mình nói thật, Grave Digger họ thi đấu cực kỳ bản lĩnh ở những ván thi đấu cuối và chức vô địch của họ là cực kỳ xứng đáng. Grave Digger họ còn muốn tiếp tục cuộc chơi tại VFL Serie B hay không, hay là họ sẽ chuyển nhượng slot thi đấu lại cho một đội tuyển khác? Đội tuyển tiếp theo mình nghĩ là sẽ có khả năng chuyển nhượng lại slot thi đấu đó chính là WAG. Nguyên nhân đó là bởi vì WAG họ không có đủ thành viên trên 18 tuổi để thi đấu. Cái line up của WAG thi đấu tại giải đấu vừa rồi đó chính là Theory, Xport, Xtreme, Duck và MaGaming, thì chỉ có MaGaming và Duck là đủ tuổi thi đấu tại VFL Serie B. Còn những thành viên như Xport, Theory, Xtreme thì vẫn chưa đủ tuổi, họ vẫn còn khá trẻ.
Và một câu hỏi và một điều đáng bận tâm nữa đó là việc có vẻ như MyGaming anh ta sẽ về đầu quân cho HQ Esports. Là với một thể thức thi đấu 8 trận thì rõ ràng là HQ họ sẽ cần sự góp mặt của MyGaming. Và đội hình cuối cùng đó là Hậu Giang. Hậu Giang thì gần đây ở thi đấu khá là tốt. Đại trận chung kết đại chiến quân đoàn vừa rồi thì Hậu Giang là cái tên khá là bất ngờ khi họ không có cái Booyah nào, nhưng mà cái sự ổn định của họ là không cần phải bàn. Vậy nên mình tự hỏi là liệu Hậu Giang thì họ sẽ tiếp tục thi đấu với cái tên của mình hay là họ sẽ chuyển nhượng slot thi đấu. Bởi vì gần đây mình để ý anh chàng Pate, Pate tiếng Tàu, anh ta cũng đang thi đấu song song giữa đội hình Higer và Hậu Giang. Không chỉ bởi vì cái tên của hai đội tuyển này đều có ký tự đó là XG. Còn anh em đánh giá sao về sự chuẩn bị trước mùa giải lần này? Và có vẻ như là chúng ta sẽ có rất là nhiều sự xáo trộn cũng như là những sự chuẩn bị khá là thú vị đến từ nhiều đội tuyển. Có những sự biến mất đáng tiếc như mình đã từng kể, đó chính là sự biến mất của Box Gaming cũng như là sự biến mất của Memo Game, một đội hình ngựa ô khá là tiềm năng. Nếu như mà họ cố gắng thi đấu thêm một mùa, hai mùa nữa thì chắc chắn họ sẽ trở thành một ông lớn của VFL. Nhưng đời nó không như mơ. Còn anh em đánh giá sao thì cho mình biết ở dưới phần comment nhé.